Những ngày qua, quân đội Nga đang nỗ lực chiếm thành phố pháo đài Yar trước ngày 9 tháng 5. Việc Nga tấn công lực lượng phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông diễn ra trong lúc mối lo ngại ở Kiev ngày càng nặng nề. Ukraine đang chật vật kim chân lực lượng Nga trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây đỉnh trệ và thiếu nhân lực trầm trọng. Theo đó, Bloomberg ngày 18 tháng 4 đã dẫn nguồn thạo tin cho hay, giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đang lo ngại rằng lực lượng Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong những tuần tới. Nguồn tin nói rằng quân đội Nga đang tiếp tục tiến công nhờ lợi thế về đạn dược. Lực lượng Nga hiện đã tiến tới vùng ngoại ô Chashivya ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, một thị trấn quan trọng đối với lực lượng phòng thủ của Ukraine trong khu vực do có vị trí cao. Trong khi đó, lực lượng Ukraine gặp khó khăn vì sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của Mỹ và châu Âu, cũng như tình trạng thiếu nhân lực. Theo nhận định của giới chuyên gia, quân đội Ukraine đang tồn tại ba điểm yếu lớn khó khắc phục. Ý thức rõ điều đó, lực lượng Nga khẩn trương sốc tới, khoét sâu vào các tử huyệt này. Giới chỉ huy quân sự Ukraine đứng trước những lựa chọn khó khăn trong triển khai nguồn lực có hạn. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa đưa ra một đánh giá u ám về thế của quân đội nước này tại mặt trận phía đông. Theo đó, ông xác định thế của quân đội Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây trong lúc đó, bộ năng lượng Ukraine cảnh báo hàng triệu dân thường Ukraine sẽ phải thay đổi sạc dự phòng, lôi máy phát điện ra khỏi kho và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản, trong với cảnh các nhà máy điện Ukraine bị hư hại hoặc bị phá hủy trong các cuộc không kích của Nga. Với viện trợ quân sự từ Mỹ và phương Tây giảm mạnh, các chỉ huy Ukraine hiện phải cân nhắc rất khó khăn về cách sử dụng những nguồn lực vô cùng hạn chế có trong tay. Ngay từ trước lúc có viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ USD bị Quốc hội Mỹ đình lại. Nhìn chung, giới tướng lĩnh và các nhà phân tích quân sự Ukraine đều nhất trí rằng năm thứ ba của xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là một năm cực kỳ khó khăn đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cảnh báo rằng, theo các thông tin mới nhất do tình báo Ukraine cung cấp, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào cuối mùa xuân hoặc đầu hè 2024 này. Giới quan sát cho rằng, Ukraine đang phải trải qua mức độ đe dọa hiện hữu chỉ có thể so sánh với tình hình ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, trái với khi đó, tình hình hiện nay khó có thể cải thiện được, ít nhất là trong tương lai gần. Có một số lý do giải thích cho việc này. Đầu tiên là tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận U-Khoai Na, thiếu cả nhân lực lẫn các trang thiết bị và đạn dược để giữ vững phòng tuyến trước Nga. Điều này sẽ không sớm thay đổi, luật huy động mới của Ukraine chỉ mới được thông qua thế nên sẽ cần thời gian để huấn luyện, triển khai và hợp nhất quân đội mới trên tiền tuyến. Trong khi đó, nền kinh tế Nga đã cho thấy khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và thậm chí còn tăng trưởng. Phương Tây cho rằng, ngoài các lô hàng từ Iran và Triều Tiên, công nghệ lưỡng dụng, bao gồm các linh kiện điện tử và máy móc để sản xuất vũ khí, còn được cung cấp bởi Trung Quốc. Moscow cũng đã tự sản xuất được nhiều thiết bị và đạn dược của riêng mình phần lớn trong số này được thực hiện tại các cơ sở nằm ngoài tầm hoạt động vũ khí của Ukraine. Điều này không có nghĩa là mọi việc đều ổn với nguồn cung của nga. Thế nhưng rõ ràng chúng hơn hẳn những gì Ukraine có thể tự mình xoay sở khi không có sự hỗ trợ của phương Tây. Nhìn vào thực tiễn, kết quả là quan nhất là các nước phương Tây nhanh chóng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sự hỗ trợ này phải bao gồm đạn dược, các hệ thống phòng không, xe bọc thép và UAV. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây đặc biệt ở châu âu cũng cần chuyển sang chế độ thời chiến tương tự như ở nga. Trên cơ sở đó, tình hình dọc tiền tuyến có thể sẽ trở nên ổn định và bất kỳ động thái tấn công nào mà nga lên kế hoạch hiện nay sẽ không đạt được thành quả mới. Kết quả là quan nhất này sẽ tạo nên một vị thế được cải thiện đôi chút cho ukraine. Trường hợp xấu nhất là sự sụp đổ một số khu vực trên tiền tuyến, điều đó sẽ tạo điều kiện để nga giành được nhiều thành quả hơn. Mặc dù không hẳn khả năng đó xảy ra trong thời điểm hiện tại, thế nhưng nếu nó xảy ra thì đó cũng là một vấn đề lớn với tinh thần chiến đấu của Ukraine. Việc này cũng sẽ khiến những người có quan điểm hoài nghi ở phương Tây thúc đẩy Ukraine bước vào đàm phán khi nước này đang ở thế yếu. Do đó, kết quả tồi tệ nhất không phải là Moscow chiếm được Kiev, mà là sự thất bại quân sự của Ukraine về mọi mặt. Tuy vậy, ngay khi Hạ viện Mỹ suốt ngày bỏ phiếu về gói viện trợ mới trị giá hơn 60 tỷ USD cho Ukraine, Nga đã có phản ứng mạnh mẽ. Theo đó, vào hôm 18 tháng 4, phát ngôn viên điện kremlin ông dmitry peskov đã cho rằng việc mỹ viện trợ quân sự cho ukraine là hành động vô ích chỉ mang lại lợi ích cho washington chứ không thể giúp kiev thay đổi cục diện trên chiến trường đồng thời ông peskov nhận định rằng việc mỹ viện trợ cho ukraine là nhằm mục đích khiêu khích kiev thực hiện thêm các hành vi thủ địch với nga cũng như để phục vụ cho lợi ích kinh tế của mỹ và các đồng minh phương tây phát ngôn viên điện kremlin nhận định hầu hết các chuyên gia quân sự đều thấy rằng Cục diện chiến trường đang có lợi cho Nga, vì vậy, dù Mỹ có viện trợ thêm nhiều vũ khí mới cũng không thể thay đổi được gì. Trong khi đó, người Ukraine giống như đang chiến đấu để làm giàu cho Mỹ và càng đánh thì càng gánh nhiều nợ nần. Trước đó, ngày 17 tháng 4, chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo rằng Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về đề xuất viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngày 20 tháng 4. Đề xuất trên gồm gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD, được chia làm hai phần. Phần 1 là hơn 37 tỷ USD sẽ được dùng để mua vũ khí, đạn dược và gửi trực tiếp cho Ukraine. Phần 2 là Washington sẽ dùng phần tiền còn lại là hơn 23 tỷ USD để mua thêm vũ khí bổ sung vào kho dự trữ, sẵn sàng gửi tới Ukraine khi cần. Cả Washington và Kiev đều chưa phản ứng gì về những bình luận của ông Peskov. Những ngày gần đây, Tổng thống Ukraine ông Zelensky liên tục cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ sẽ khiến Ukraine chịu thiệt hại lớn về sinh mạng và lãnh thổ. Mới đây nhất, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vì đây là nhu cầu khẩn cấp. Trên thực tế, trong hơn 2 năm xung đột, Ukraine đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga. Trong đó, có mẫu UAV kiểu Shahed được cho là do Iran sản xuất. Để đối phó, Ukraine phải dựa vào lưới phòng không chắp phá của mình, cùng số lượng hạn chế tổ hợp tên lửa do phương Tây chuyển giao, do lực lượng Kiev tự vận hành hệ thống phòng thủ đó dường như không đủ giúp Ukraine đối phó các đoàn tập kích ngày càng phức tạp của Nga. Tuần trước, nhà máy điện lớn nhất phục vụ khu vực Kiev đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục trở thành mục tiêu tập kích và hứng chịu thiệt hại lớn. Kiev nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đối phó với vũ khí Nga. Tuy nhiên, những lời khẩn cầu của lãnh đạo Ukraine chưa được đáp ứng và gói viện trợ bổ sung 60 tỷ USD của Mỹ vẫn mắc kẹt tại quốc hội nước này. Theo đại sứ Ukraine ở Liên Hợp Quốc, kể từ đầu năm nay, Nga đã bắn 1.000 tên lửa, 2.800 máy bay không người lái và 7.000 quả bom dẫn đường vào Ukraine. Dù Washington và các đồng minh khác đã cung cấp cho Kiev một số vũ khí phòng không mạnh mẽ, thế nhưng phương Tây không tham gia đánh chặn. Giới chức Ukraine từ lâu vẫn nói rằng số vũ khí mà họ nhận được không đủ để chống lại mối đe dọa từ trên không. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận nếu không có thêm viện trợ của Mỹ, Ukraine không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ông nhấn mạnh, hỏa lực của Nga hiện gấp 10 lần của Ukraine. Ông hối thúc Mỹ và các đồng minh, đối tác châu Âu nhanh chóng cung cấp thêm cho Kiev đạn dược và các tổ hợp phòng không. Về phần mình, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns đã cảnh báo nếu Mỹ không gửi thêm viện trợ quân sự, Ukraine có thể thua trong cuộc chiến với Nga vào cuối năm nay. Đây có thể coi là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Về hậu quả của việc quốc hội nước này tiếp tục trì hoãn thông qua viện trợ bổ sung cho Ukraine. Cách đây một tháng, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Burns đã cảnh báo nếu quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ mới, Ukraine có thể sẽ mất thế đứng đáng kể vào năm 2024. Tuy nhiên, trong bình luận mới đây, ông thậm chí không loại trừ khả năng Ukraine buộc phải đầu hàng hoàn toàn, nếu Ukraine không được cấp thêm viện trợ, nga có thể giành thêm đáng kể lãnh thổ, sau đó đóng băng các chiến tuyến bằng một lệnh ngừng bắn, tương tự như những gì đã xảy ra sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.